nó nhăn mùng ngủ rồi cái nào nó mới cũng dở mộng chung vô rồi nằm chung với mẹ ôm mẹ chút rồi đi tắm mẹ vô ngủ vậy đó. Ai chỉ gì xăm cái chân mày á? Dâu nó làm bên nghề thẩm mỹ á, về nó đè mình nó xăm. Mẹ là người thứ hai thử nghiệm sau mẹ em. Tôi tên Quỳnh Thị Thắng. Thắng ha. Dạ, sinh năm 63. Cô làm tôi làm ruộng. Làm ruộng. Quê đâu cô? Quê ở dưới Cần Đước á. Cần Đước Long An. Dạ. Rồi, cũng gần đây thôi. Dạ. Đi quốc lộ 50 là tới ha. Dạ. Rồi. Xin mời chị. À, chào anh Quyền Linh, chào em. Chị Lê Lộc. Dạ, em tên là Trần Kim Ngân. À, làm dâu của mẹ Thắng, 30 tuổi. Nhưng mà làm dâu của mẹ bao lâu? Dạ, gần 2 năm. Gần 2 năm. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai á, cô cảm giác cô bé như thế nào? Nó đi làm thành phố á, chú rồi nó dắt về thấy cũng bất ngờ. Rồi mới nói nhỏ đó là nhỏ nào, nó là phải ghệ con hôn hay là bạn. Ghệ nó là nói gì? Là ghệ. Ghệ hả? Ghệ là gì? Là vợ nó đó. Ủa vợ là ghệ hả? Ở chứ quên thì gọi là ghệ phải không cô hả? Ở có chỗ tôi kêu là ghẹ. Nó mới nói là vậy đó. Rồi cái tôi mới hỏi nó vậy chứ con suy nghĩ kỹ chưa? Thì nó nói là nó kỹ rồi. Vậy đó. Nhưng mà cô thấy cô gái vô tương lai mà lúc mới gặp á, mình cảm giác sao, có yên tâm, thấy thích không? Ừ, thấy không được. Thấy tính tình nó sao tốt, cô? Nó tốt, tốt tính hả? Nó về nó cũng vui vẻ, nó cũng hòa đồng đó. Lúc mới về nhà có phụ làm gì không? Phụ, nó làm tùm lum hết á. Làm gì? Thì cũng nấu cơm, rồi vô cũng làm này, lặt rau, rồi đồ vậy đó. Làm mà được không? Dạ, lặt rau cũng hao lắm chú. Lặt rau hao lắm hả? À, lặt kỹ lắm, lặt bỏ hết à, lặt lấy cái sạch lắm. Thì đúng rồi, lặt ký rau còn có 100 mà ra hả? Không biết là cái lần đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng á, chị ấn tượng nhất điều gì? Dạ, mẹ dễ lắm. Mẹ gặp dễ. Ai mẹ cũng nói chuyện vui vẻ lắm. Dạ, ăn uống thoải mái. Tại vì lần đầu tiên là ông xã dẫn bạn cùng đồng nghiệp á, dạ, đi về cũng cả chục đồng đứa á. Rồi trong đó có em. Thì mẹ mới hỏi, ủa ê Lưng, con đứa nào là ghế mày vậy? Xong rồi mới chỉ em. Dạ, đúng rồi, em cảm giác sao? Khi chỉ đúng ghế này thì cũng rung, cái gặp mẹ cũng rung. Nói chuyện hồi cái thấy mẹ dễ, cũng thoải mái. Rồi những cái ngày đầu tiên sau đám cưới đó, rồi mình ở dưới quê bao lâu, làm có nấu nướng gì, rồi có phục vụ nhà chồng cái gì không? Dạ không có. Đám cưới xong rồi nó đi ngủ, rồi tôi dậy làm đồ ăn sẵn. Rồi xong rồi nó đi dậy cái ăn, cái nó đi làm giấy tờ, giấy kết hôn rồi đó. Đặng nó lên phố, nó ở phố nó đi làm á. Như cái đêm đó sáng dậy ngủ tới mấy giờ? Cũng 7-8 giờ vậy đó. Tại vì mình cũng ở quê mình cũng không có gì làm, hay là nó cũng đâu có biết làm gì đâu. Thôi mình làm được thôi, mình làm hết luôn. Trời đất ơi. Nó có giặt giũ gì phụ không, quần áo? Không, giặt giũ gì hết. Có nấu nướng gì không? Dạ nấu, có nấu ăn. Có nấu ăn ngon không? Nó nấu thì ngon. Hai mẹ con có hợp khẩu vị gì không? Nó ăn thì theo khẩu vị nó, thì nó trên này nó khác, mình dưới thì khác. Mình dưới tại vì mình ăn mà, thí dụ mình nấu canh chua thì ngọt ngọt mà chua chua, còn nó thì không chịu ngọt. Nó nấu nó niêm vừa ăn thôi à. Nhưng mà chị ơi, hai mẹ con mình có thời gian gắn bó với nhau lâu không? Dạ thì cũng mỗi lần về chơi là được 2-3 bữa vậy đó. Rồi tụi em lại đi làm nữa. Thì nó hai cũng mẹ vậy. Con có tâm sự gì không? Nó cũng dễ mến lắm. Nhưng mà lên là tại vì nó thành phố, nó về là tôi tối hả, về tới tối mò. Nó nhăn mùng ngủ rồi cái nào nó mới cũng dở mộng chung vô rồi nằm chung với mẹ, ôm mẹ chút rồi đi tắm mẹ vô ngủ. Vậy đó. Chứ không phải, vậy đó. Phải tắm trước rồi mới ôm mẹ. Tại vì lâu về mà. Hai mẹ con mình hợp nhau nhất điểm gì? Dạ hợp nhau à. Em thấy cái gì cũng hợp, tại vì hai mẹ con ai cũng dễ chứ, cái gì cũng được á. Quần áo á thì em cũng có mua cho mẹ, mà mua cái mẹ nói hơi chật, với lại màu này tối quá, tao đâu có già dữ gì đâu. Đúng rồi, mình phải mặc màu nó, sáng nó mua cho hai bộ Tết á, nó mua cho hai bộ. Dạ. Bộ đồ nó mua thì mắc tiền, còn con gái mua thì đồ rẻ tiền, mà con gái mình thì nó biết ý, nó mua cái rộng rộng. Dạ. Mình dễ mặc, còn nó mua thì chật. Về mới nói của con mua chật quá, ngang ơi mẹ mặc không có được, nói để đồ con chê mua mẹ chê hả, vậy mốt con không mua nữa. Nó nói vậy rồi hơi buồn không? Nó trời ơi, mày nói vậy sao được mày, rồi thôi à. Rồi có buồn không? Không, vậy nữa. Nhưng mà là có mua lần sau có mua nữa không cô? Vậy nữa. Rồi mua đôi dép. Cũng vậy, đôi dép về cái mình quý đi, mình đem cất, tại của con dâu mình mua mà. Dạ. Đem cất cái nó cũng nói mình chê nữa.
Nó nói sao con mua về cho mẹ mà mẹ không mang, mẹ chê mẹ để hoài vậy. Nó đâu phải mẹ mà chê, mẹ cất để dành đi đâu mẹ mới mang. Mang sự cũ. Ờ, vậy đúng rồi. Là nó em mới nói trời con mua cho mẹ là mẹ mang. Mẹ mang chừng nào cũ không biết có cơ hội mua đôi mới. Đúng rồi. Ai chỉ gì xăm cái chân mày á. Dâu, dâu nó làm bên nghề thẩm mỹ á. Về nó đè mình nó xăm. Dạ tội nghiệp lắm. Mẹ là người thứ hai thử nghiệm sau mẹ em. Hồi đó em học nghề á. Tại vì ra ngoài đâu có ai dám đưa mình làm. Mình mới học nghề mà thực hành á. Xong cái em làm mẹ em là ở Sài Gòn. Xong cái em về em làm mẹ ở dưới. Tội nghiệp không? Đem hai bà mẹ ra thử nghiệm. Đó để vậy. Là xăm chân mày thôi hả cô? Xăm chân mày, xăm môi. Còn xăm gì nữa? Xăm môi luôn. À xăm môi làm hết. Nó cũng cho tiền đó. Nó biểu đi mẹ đi cắt mắt đi. Con mắt mẹ bị sụp rồi đi cắt đi. Trời đất ơi thôi, mày cho tiền tao ăn đi, tao khỏi cái không có cắt đâu. Rồi con cái nó có sữa gì nữa không? Có bơm gì rồi? Không, không. Hả? Chị ơi, ở nhà hai mẹ con mình có nhiều kỷ niệm đáng nhớ với nhau không? Dạ thì lâu lâu về á, chọc kẹo mẹ, cái mẹ giận xong cái bắt đầu đi năn nỉ. Chồng nó làm gì đó ẩm nhỏ gì đó rồi cái nhỏ khóc hay gì nó, cái nó kêu nhỏ đi pha sữa, em chồng pha sữa. Nói quá trời bực bội rồi nghe, rồi nghe mình cũng xót, nó nạt cho thằng trai mình á, mình cũng xót. À. Trời ơi sao nó dữ dữ vậy. Nạt chồng trước mặt mình luôn hả? Có bao giờ cô la con dâu chưa? Không. Nó làm đâu có làm ở chung với mình đâu mình. Nhưng có bao giờ cô giận nó cô gì đó. Tối mình nằm suy nghĩ xong dâu nó kỳ quá không? Có hả? Hổng rủ nó lên đây nè. Nó lên đây nè. Nó không đi là buồn là giận rồi đó. Nó về không nói tới nữa đó. Nó nói nó mập nó bự quá à. Nó xấu lắm nó không dám lên. Ai đăng ký tham gia chương trình? Mẹ. Nhưng mà cô đăng ký chương trình này thấy vui hay sao cô? Thấy vui rồi đăng ký rồi mới nói gửi số điện thoại đồ lên đó rồi trên này điện về. Cuối cùng sao? Xong rồi cái nói với thằng chồng nó bạn gì đó nó thôi kệ đi làm cho mẹ vui. Làm cho mẹ vui đúng không? Rồi cô với lại con dâu á có những cái điều gì mà nó chưa hợp với nhau không? Sáng ngày nó về là sáng ngày nó ngủ tới 8 giờ luôn á. Nó đâu có dậy nó nấu nó nướng nó làm gì đâu. Vậy chứ ai nấu? Tôi. Thậm chí pha cà phê sẵn cho nó luôn á. Có giặt quần áo cho nó không? Thì làm luôn, tại vì mình giặt đồ mà. Nhưng mà có bao giờ cô nhắc nhở chị không? Tại vì nó không có ở chung với mình á. Thành ra không có cái gì mà để mình xích mích với nó mà mình giận lâu hết. Rồi cô có mơ một ngày nào đó mà con dâu với con của mình về ở chung này kia không? Chắc không có mơ nổi quá. Tại vì nó có công ăn chuyện làm trên này thì để cho nó làm. Tại vì ba đứa con là hai thằng trai, đứa con gái cũng dựng vợ gả chồng hết rồi. Và cũng hai bà già với bà mẹ già rước về nuôi đó. Nhà có ba người vậy đó. Rồi mỗi tháng thì con dâu nó có gửi quà gì về không? Có, cũng gửi. Mua qua mạng rồi đó, gửi người ta đem tới giao. Rồi la. Tôi la, nói mày mua làm chi vậy? Nó mắc thấy mồ, để đây mẹ mua ăn được rồi. Nó nói mẹ không mua rồi, mẹ ăn, mẹ uống thuốc mà mẹ không ăn rồi sao hết bệnh rồi vậy đó. Thấy nó thương vậy sao không? Lâu lâu mình có làm tiệc sinh nhật đồ cho mẹ đồ không chị? Dạ, tại vì sinh nhật mẹ là không có biết ngày. Chỉ có những ngày lễ giống như 8 tháng 3, 20 tháng 10 rồi. Lễ của phụ nữ thì em có tặng quà cho mẹ. Rồi lần đầu tiên là tặng bông cho mẹ. Xong cái mẹ nói là... trời đất ơi, bông tao đâu có ăn được đâu. Nên là đừng có tặng nữa. Cho nhiêu thì đưa đây, tao xài. Cụ thể ha. Thiết thực ha cô ha. Nhưng mà chị ơi, em hỏi xíu nha. Chị thấy thương mẹ nhất cái điểm gì? Dạ thương mẹ lắm. Tại tay mẹ là một bên không có sức khỏe à, giống như một bên mẹ yếu. Nhưng mà một mình mẹ nuôi ba anh em lớn à, mẹ cực lắm. Người phụ nữ nào cũng hy sinh vì con cả. Bây giờ để xem con trai cô nói gì nha. Hai vợ chồng thì đi làm ở thành phố. Cứ 1-2 tháng á, thì có về quê chơi một lần. Thì mỗi lần về á là mẹ lấy bắt gà bắt vịt ra làm. Mỗi lần làm như vậy á thì xong rồi lên là vợ lại than là về quê chơi muốn nghỉ ngơi thôi, nhưng mà mẹ lại là bắt gà vịt làm vậy thì cực quá, không có thời gian nghỉ ngơi. Nói là mai mốt là về chắc phải mua đồ ở siêu thị làm sẵn rồi đem về làm ăn thì cho nó nhanh. Còn khi mà hai đứa mà sinh con á, do kinh tế của hai vợ chồng thì cũng không có khá giả, cho nên là muốn gửi con để mà đi làm cho nó thuận tiện. Thì mẹ cũng có đề nghị là đem con về quê cho mẹ giữ rồi để cho hai đứa đi làm. Nhưng mà vợ thì lại không đồng ý chuyện đó. Mà vợ nói là muốn ở gần con.
với lại mẹ còn chăm cho bà ngoại nữa, và sức khỏe mẹ cũng không được tốt, cho nên là không có đồng ý. Con tính mẹ thì lại hay dựng lẫy, mẹ nói cái chuyện gì rồi cuối cùng mà làm không đúng ý thì mẹ lại hay lẫy. Giống như là trước khi đi cái tham gia cái chương trình mẹ chồng nàng dâu á, thì mẹ cũng có gọi điện cho vợ mà nói mà đi tham gia chương trình này với mẹ, nhưng mà vợ lại nói là con giữ bắp nữa cho nên là không có đi tham gia được. Thì lúc đó mẹ cũng đã dựng lẫy hết cả tuần. Khi về sinh nhật về quê chơi thì mẹ nói chắc là nó chê tao què quặt rồi thế này thế nọ, để rồi làm sợ làm xấu mặt nó. Thì qua cái chương trình mẹ chồng nàng dâu thì cũng mong là muốn là mẹ và vợ thông cảm cho nhau và hiểu nhau nhiều hơn. Đúng không? Mẹ nghĩ là thấy mẹ vậy rồi sợ đúng xấu rồi. Mặt ha. Đó nó có con có nó cũng lúc nó buồn. Hả? Thì vậy mới buồn á. Vậy mới buồn. Nên nó mới buồn, mới nghĩ nó đúng rồi, mẹ đâu có bằng người ta, thành ra nó đi với mẹ nó sợ mẹ vậy, nó không bằng ai, nó xấu. Xấu mặt nó buồn cái đó đó, thành ra mới nói với thằng trai. À. Là ai nói cái chuyện đó chị? Mẹ suy nghĩ vậy á, nhưng mà đâu có, tại em còn mới sanh. Đúng rồi, em mới sanh á, em còn nặng ký quá, em không mặc trang phục rồi cũng khó khăn. Dạ. Với bé nó còn nhỏ quá mà đi ghi cả ngày á, em sợ nó mệt. Rồi cái nói thôi, vậy thôi ráng đi cho mẹ vui. Cô có mong muốn điều gì với con dâu, với con ruột của mình trong ngày hôm nay không? Thì mong nó bằng sao mà nó là tiện là tặng sao nó được, nó nuôi con, nó ăn học rồi thành người cho nó hơn mình nuôi con, nuôi nó vậy thôi. Thế này nè, bây giờ cô đứng lên đi. Con dâu, đấy mẹ mong những cái điều đó đó. Thấy sao nói chuyện với mẹ, những cái cảm xúc mà nãy giờ mẹ chia sẻ đó. Thì tụi con sẽ cố gắng sắp xếp công việc và sẽ về thường xuyên về chơi với mẹ nhiều hơn. Chỉ mong là mẹ giữ gìn sức khỏe, sống lâu với tụi em. Thôi thì mẹ cảm ơn con. Hai mẹ con ôm chặt nhau nào. À, mẹ con có bao giờ ôm cái này chưa? Có. Con nó về vậy, thành phố nó về nó ôm nhau chặt chỗ nào. Có gì đâu. Ôm hoài chứ về nhà ôm nó hoài, cũng hả? Dạ lâu lâu nó về á. Nó cũng nhào vô rồi nó ôm cái. À, hồi đó giờ cô có tổ chức sinh nhật lần nào chưa? Dạ không. Nó về nó hỏi mẹ sinh năm tháng nào nè, mẹ nhớ không mẹ, nó chi vậy? Nó đặng sinh nhật nó thôi, đưa tiền để tao xài khỏi sinh nhật. Cái tiền là phải tại có. Tại vì rồi. Ở nhà mình thiếu hụt đủ thứ mà. Dạ. Như cái tinh thần á, tinh thần rất là cần. Thì muốn nhưng mà nó tốn tiền. Tốn tiền á. Ok, lâu lâu con dâu nó lo một chút nha. Hôm nay thì con dâu có chuẩn bị gì nói với mẹ đi nào. Thì con có món quà nhỏ để chúc mừng sinh nhật mẹ, giống như là một cái kỷ niệm mà hôm nay mẹ con mình được tham gia chương trình chung. Và đây là cái bánh sinh nhật đầu tiên. Và con sẽ có nhiều cái bánh sinh nhật nữa cho mẹ. Mẹ con cầm đi, hát tặng mẹ đi. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Con chúc mẹ sinh nhật thật là vui. Và hôm nay giống như kỷ niệm ngày hôm nay đi. Và mỗi năm cùng ngày hôm nay con sẽ làm sinh nhật cho mẹ. Chúc một cái mùa sinh nhật thật là vui vẻ, hạnh phúc và tràn đầy cái niềm yêu thương, cùng với giữ gìn sức khỏe cô nha. Một kỷ niệm gửi tặng gia đình, mong rằng gia đình giữ lấy nhớ Quyền Linh với lại Lê Lộc nha. Cảm ơn. Dạ. Chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Còn đây là một phần quà lớn dành tặng cho cả nhà mình luôn, là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Dạ. Xin cảm ơn cô và chị đã đến tham gia chương trình ạ. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Lần đầu tiên trong tháng 11 này, chương trình truyền hình nổi tiếng tại Việt Nam Mẹ Chồng Nàng Dâu chính thức khởi động ghi hình tại California, Hoa Kỳ. Đừng ngần ngại, hãy liên lạc ngay với chúng tôi thông qua trang fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu. Anh chị cũng khéo lắm. Cái gì sinh nhật này, cái gì cũng tặng mẹ cái này, tặng mẹ cái kia. Tặng mẹ tiền, mà tiền. Tiền cũng của mẹ. Xin mời. Dạ.
Xin chào mẹ chồng nàng dâu. Dạ, chào cô. Chào cô ngồi. Chào chị ạ. Mời em gái. Dạ, xin mời chị ngồi. Mình có thể giới thiệu cho mọi người cùng biết ạ. Chào MC Quỳnh Linh, chào MC Lê Lộc. Dạ. Chào quý vị khán giả xem đài. Cô tên là gì? Cô tên là Nguyễn Thị Kim Tuyến. Kim Tuyến. Đang ở thành phố quận Bình Tân. À, quê mình ở Quy Nhơn. Rồi mình vào thành phố Hồ Chí Minh lâu chưa? 30 năm rồi. Ồ, chúng ta chào đón mẹ chồng nàng dâu đến với chương trình. Dạ, xin mời chị ạ. Em tên là Phan Mỹ Linh. Quê em ở An Giang. Dạ, em làm dâu được 5 năm. Wow, 5 năm, chắc mình có em bé rồi chứ ha. Dạ, chưa, đang muốn có. Cái ngày đầu tiên mà cô gặp con dâu tương lai đó, cô cảm nhận gì về người con gái này? Lúc đó là con trai 30 tuổi rồi mà cứ nói nó dẫn bằng gái về mà nó không có dẫn. Giống như mình cũng đang mong có dâu sẵn rồi đó, mình thấy cũng dễ thương, mình cũng thích. Thích liền luôn. Còn cái ngày đầu tiên khi mà chị gặp mẹ chồng tương lai đó, mình ấn tượng điều gì? Dạ, ấn tượng chị, người nam á mà lấy người bắc á. Kỳ kỳ á. Dạ, khó cánh á. Thì mình cứ suy nghĩ vậy, người nam của mình suy nghĩ gì đó. Rồi mình thấy mẹ hiền hay dữ hay là không? Thì tiếp xúc lâu dài á, thấy mẹ hiền dễ thương. Dạ. Ở đâu cũng có người này người khác chứ không phải là người miền Trung khó tánh đâu. Những cái ngày đầu tiên mà con dâu về nhà làm dâu đó thì mình thấy khác với những cái ngày trước khi làm dâu không? Lúc đầu thì nó sợ chứ mà sau này thì nó cũng quen dần rồi đó. Rồi nấu ăn thì mình nấu thì nó cũng nấu vậy rồi, cũng như lúc mà chưa cưới cũng vậy, rồi sau này cưới rồi nó về là coi như nó cũng quen rồi. Mà đa số mẹ chồng nấu cho em ăn không à? Em chỉ phụ thôi. Nhưng mà rồi mình có tập nấu những cái món mà trong gia đình hay ăn không chị? Dạ không có, mà tập khi mà biết mẹ ăn mới có vừa miệng, em cũng không biết nữa. Trong gia đình mẹ với con, thí dụ con nấu gì là trong gia đình cũng ăn luôn. Mẹ nấu gì thì trong gia đình cũng ăn luôn. Thí dụ mà không vừa miệng thì mẹ giống, có... Giống như mà chê là bà đói á. Chê là bà đói. Dạ. Nhưng mà không vừa miệng mình có chỉnh sửa lại cho chị không cô? Có, mà đa số nó nấu cũng được. Dần cũng quen rồi, tại mình vô đây cũng lâu rồi, mình cũng quen khẩu vị rồi. Dạ. Mình cảm giác là mình hợp với con dâu điều gì? Mua sắm, đi mua sắm. Ví dụ như là hai vợ chồng nó đi mua sắm hay đi chơi về, kêu mẹ đi không mẹ? Mẹ cũng đi luôn à. Như khi đi kêu mẹ bên đây con giao hàng chở vợ con đi, mẹ đi không? Đi luôn. Chơi thì du lịch, mình nấu ăn thì không biết hợp không, biết chị ta có hợp không, mà thấy nấu chị ta cũng ăn. Không dám nói cho mẹ, tại vì con ăn cũng hơi khó ăn. Làm khi ảnh cũng chở em con em đi ra ngoài ăn. Mà sợ không dám nói mẹ nghe mấy công sợ mẹ buồn. Ở nhà không dám nói, cũng ráng ăn gấp dạ, gấp không vậy ráng đó. Ăn. Mình cũng nghi nghi lắm chứ. Nghi nghi mà không có dám nói hả cô? Không phải không dám nói, thì mình để cho con nó tự do thì cho em dạ. Mình biết mà. Biết đó là, thì... đó là cái người Việt Nam mình hay vô đó. Có những người phụ nữ rất là chịu đựng nha. Mặc dù không vừa lòng cũng ráng chịu đựng, nhiều khi chịu đựng cả đời mẹ, luôn á. Mẹ giờ em sẵn cơ hội em nói. Là nào giờ mình cũng không dám nói với dạ. Mẹ không chị? Khi mà chị về chị làm dâu, chị có gặp khó khăn gì không? Dạ cũng có mà chút. Cái gì mẹ hơi nhắc nhở thôi. Nhưng mà cũng ráng chịu. Chịu đựng nữa. Dạ chịu đựng được. Sao mình không tâm sự thoải mái với mẹ chồng để mình không có chịu đựng? Bởi vì á, mình chịu đựng 1 năm, 2 năm, 3 năm có thể nhiều khi cố gắng lắm, nhưng mà mình còn ở nhau lâu dài. Cũng gầy gầy gì sơ sơ thôi à. Gầy sơ sơ thôi. Dạ. Có giờ la mà buồn không? Không, buồn quá lên là ngủ xí. Thôi mà mẹ la xong mà không có để bụng. Bởi vì nó nếu mình nấu ăn nhiều khi nó cứ bày bày ra, nó còn làm cái gì gọn gọn cho bớt. Thì nó làm nó cũng dọn, nhưng mà tại mình cũng hay nhắc nhở vậy. Nhiều khi ví dụ như nhiều khi mình đang nấu ăn chứ mà có công việc gì trên lầu là mình cũng phải lên lầu để mình phụ á. Mà có buồn mẹ chồng cũng im luôn chứ không dám tâm sự. Vậy chắc tâm sự với chồng nhiều. Dạ. Mình ví dụ mà hai vợ chồng có gây lộn với nhau đi, rồi nói mẹ sẽ bên ai? Đương nhiên mẹ phải bên chồng rồi. Đâu có bên dâu đâu. Nhưng mà ít mẹ chồng nào thương dâu lắm. Nhiều lúc cũng la nó là chồng con làm việc rất là áp lực. Dạ. Con cái gì hai mẹ con mình cứ cởi mở đi, đừng có ví dụ như nói, nhưng mà cũng không có gì quá lắm, nhưng mà ý như là nhà ít người đâu, cứ những cái tâm sự dễ thôi chứ ai đâu có ai nữa đâu. Hai vợ chồng nó thì chồng nó hai chồng mình, hai chồng mình thôi. Tiền điện, tiền nước, tiền chợ, búa này tính sao? Mẹ lo hết không? Tại vì công việc ở nhà mà tiền bạc nó cũng chung không có không thấy. Lúc trước là mình... công ty đó là làm xong mà hai đứa nó cưới nhau về thì mẹ giao lại giao cho trai. Lại nên anh chị cũng khéo lắm, cái gì sinh nhật là cái gì cũng tặng mẹ cái này tặng mẹ cái kia,
Tặng mẹ ít tiền nhưng mà tiền tiền cũng của mẹ. Không, tiền cũng dạ. Một chỗ đây ạ. Dạ. Hai mẹ con mình có cái kỷ niệm nào mà đáng nhớ với nhau chưa chị? Có chứ. Đi Đà Lạt. Hai mẹ con đi chơi chung mà đi vui lắm. Coi như là bạn vậy đó. Mẹ thấy mẹ gì dễ chịu lắm. Nhưng mà nãy em nghe chị nói mẹ không có thương con dâu. Không thương dâu là ý là chị hỏi là mẹ có bên dâu không đó. Là mẹ phải bên trai em để bên em. Nhiều mà chồng là không có bên trai đâu. Đúng rồi. Bên dâu không à. Đúng rồi, thương con như là con gái của mình. Dạ. Nhưng mà ít lắm. Ít lắm. Ít lắm hả? Dạ, sẵn cơ hội em nói luôn rồi. Nói rồi. Nói đi. Mai mốt mẹ thương con nhiều nhiều hơn. Dạ mẹ thương con nhiều nhiều nha. Trời ơi. Mai mốt mẹ thương con như con gái. Cho mai mốt em gái đi rồi là còn con với ai đâu. Dạ. Tại vì em gái mà con lớn rồi nó cũng đi riêng. Tại vì nó có nhà riêng rồi mà. Chứ nếu cái gì cũng sợ và cái gì cũng lo, thậm gì cũng canh á là mệt mỏi lắm. Thậm chí cái chuyện gì cũng đối phó là mệt lắm. Nhưng mà nãy em nghe chị nói là mình ở làm dâu mẹ 5 năm mà chưa có em bé. Rồi không biết dạ. Mẹ con có trông không? Dạ mẹ rất trông, nhưng mà tại vì hai đứa lo làm ăn á. Tại hết năm nay mới sanh. Con bây giờ mẹ cũng mong cháu lắm rồi. Mình không sanh là do mình không muốn sanh hay dạ. Như thế nào? Dạ em chưa muốn sanh tại muốn lo làm ăn á, xong rồi em mới sanh. Cũng là cũng có một cháu mà chẳng may cháu bị mất á. Cho nên nó giống như là lên chương trình không muốn nói, sợ đau lòng á. À, lúc trước cũng có một mà bé bị lên 3 tuổi bị mất. Cho nên những khi nó cũng buồn là không dám nói. Chị buồn để chuẩn bị để mà đón nhận em bé khác. Thôi cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình ha. Hay tổ chức sinh nhật cho mẹ không? Dạ có. Gia đình mình hay làm như nào chị? Như gia đình ra quán rồi. Như đặt mấy mâm vậy đó. Anh thấy rằng em ở trong em hay chịu đựng đó. Nhiều khi chịu đựng một mình nó căng thẳng á, nó bị stress á, có không? Không, mẹ ra xong rồi thôi à. Có dịp được lên chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu rồi à. Mình có cái điều gì mà đó giờ mình chưa nói hay là mình chưa chia sẻ được với mẹ, mình nói luôn đi. Không biết sau hôm nay có thể làm hai mẹ con mình gắn kết với nhau nhiều hơn nữa. Nãy mẹ thương con nhiều hết hơn nha. Không, một chút đó cũng được. Dạ. Anh nghĩ rằng có gì mình cứ nói ra. Dạ. Mẹ cũng coi như là bạn mà, mẹ cũng rất là thoáng luôn. Mai mốt lâu lâu ôm mẹ chồng ngủ đêm, hai đêm tâm sự. Có, ôm hoài luôn á. Hoài luôn hả? Ôm măng vú hoài luôn. Cái lúc mà chồng tối mà đi, bữa nào mà đi không về thì hai mẹ con ngủ chung. À, hay đó. Cha bà ngủ riêng. Đêm đó ông già cháu giận lắm á. Dạ, dành luôn mất tiêu luôn phần luôn. Thôi vậy cũng được á. Cô rất là nhiều. Bây giờ là hai mẹ con ôm chặt với nhau cái nữa đi. Đó. Bây giờ có mong muốn thay đổi điều gì không? Mong muốn mẹ cái gì không? Với sẵn sinh nhật đây á, con tặng cho mẹ sợi dây. Tặng sợi dây hả? Dạ. Wow. Cấp rồi. Hả? Cấp. Tặng đi lấy. Hả? Lấy. Tặng đi lấy đi. Dạ lấy xong rồi. Trời ơi. Trời ơi. Tưởng cái cọng dây bự bự mới đang đeo, ai vậy mới nhét đâu dưới á. Lấy lúc dưới đây nè. Lấy ra. Rồi đeo cho mẹ đi. Dễ thương quá. Wow, hình mặt Phật đẹp lắm nha đẹp mẹ quá. Cô cảm giác thế nào trong giây phút này? Thấy cảm thấy vui. Tại vì nhiều khi người ta cứ nghĩ một miền chứ. Mà mình sống giờ cũng như miền Nam à. Đúng rồi. Cũng như hai đứa con của mình là hồi nó vô mới có 5 tuổi. Bây giờ nó cũng đâu nói tiếng Trung đâu. Con, mình có mong muốn con dâu điều gì không? Con thương con dâu như là con gái á, là nhiều khi nó nói vậy thôi chứ ở nhà mẹ con cũng như bạn bè vậy đó. Vậy là tốt rồi ha. Chúc cho gia đình chúng ta mãi mãi như thế, mãi mãi hạnh phúc. Yeah. Sớm có tin vui ha. Yeah. Thành công hơn nữa trong cuộc sống. Yeah. Một kỷ niệm để nhìn các cháu chứ mẹ mong cháu lắm luôn. Con sẽ tranh thủ sớm nha mẹ vui. Cũng đừng tạo áp lực cho con dâu của mình, đôi khi áp lực quá bị stress đó ha. Một cái kỷ niệm để nhớ về chương trình. Lâu lâu nhìn hình này nhớ Quyền Linh, Lê Lộc ha. Dạ cảm ơn chương trình. Dạ chương trình cũng còn phần quà dành tặng cho cô. Đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala, được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Xin gửi tặng cô ạ.
Dạ đây, còn một phần quà nữa dành tặng cho cả gia đình mình luôn. Đó là một chiếc Smart TV 32 inch trị giá 4.690.000 đồng của thương hiệu Akino, của công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh, sản phẩm công nghệ cho gia đình Việt. Cảm ơn hai mẹ con đã đến tham gia chương trình ạ. Cảm ơn chương trình.